Người thông minh có 4 điều nhất định không hé răng với người khác. Kính chào quý vị và các bạn. Carnegie đã viết trong tác phẩm của mình rằng khi tương tác với mọi người, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không tương tác với những con người sống thuần túy bằng lý trí hay logic, mà với những người đầy cảm xúc, định kiến và phù phiếm. Trong cuộc đời này, chúng ta đều cần những người bạn mà mình có thể tâm sự mọi chuyện. Nhưng khi trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm sống hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, ngay cả khi hòa hợp với những người thân thiết nhất, có một số lời không thích hợp để nói ra. Bởi vì hầu hết mọi người trong cuộc sống đều là những người bình thường, có lý tưởng, nhưng lại bị giới hạn bởi những vấn đề tầm thường. Ai cũng có trong mình những phút vừa lý trí vừa bốc đồng. Sự thật sẽ là vô lý khi bạn mong đợi những người xung quanh luôn hiểu và bao dung cho bạn. Thay vì than thở về sự khắc nghiệt của thế giới, tốt hơn hết, hãy bắt đầu từ chính mình, kiềm chế ham muốn nói chuyện thái quá và giải quyết rắc rối từ gốc rễ của vấn đề. Thứ nhất, đừng nói về đúng sai của người khác để không làm tổn hại đến danh tiếng của bạn. Có câu, trăm cái hoạn, ngàn cái nạn cũng từ cái miệng mà ra. Thế nên đối với những sự việc mà chúng ta không hiểu, đừng có nói loạn lung tung. Đây chính là điều mà mỗi người cần nên ghi nhớ. Cổ nhân thường nói, quân tử cận ngôn thận hành. Đại ý muốn nói, người quân tử nhất cử nhất động, làm gì cũng chú ý lời nói và hành động của chính mình. Đối với bất cứ việc gì, nếu chưa thông hiểu được đầy đủ, thì tuyệt đối không thể phát biểu lung tung. Nếu không, một khi nói sai, thì trách nhiệm lại thuộc về bản thân người nói. Khi đối diện với sự việc mà có thể tĩnh lặng mà suy xét vấn đề, sẽ khiến cho người khác thêm phần kính trọng và gây ấn tượng tốt trong lòng. Thuyền to thì sóng cả, cây cao thì đón gió lớn. Tuy có thể hiểu nhiều biết rộng, nhưng cũng vì chuyện đó mà không ngừng đón nhận những phiền phức. Làm người thì có những chuyện không nhất định phải nói ra tất cả, để lại một chút trong lòng vẫn là điều tốt nhất. Trong Chu Dịch Lý Giảng có viết, cát nhân chi từ quả, tháo nhân chi từ đa. Tạm dịch là người tốt thì lời ít, mà người nóng vội thì lại nhiều lời. Đôi khi biết nói chuyện chỉ là thể hiện năng lực vốn có, nhưng người biết giữ im lặng lại là thể hiện cảnh giới của bản thân, tránh lời thị phi đáng tiếc. Người trí huệ càng cao thì lại càng thâm trầm ít nói, chỉ nói khi cần thiết mà thôi. Những câu chuyện tầm phào hay tệ hơn là những lời nói xấu sau lưng người khác. Dù là vì bất cứ lý do gì, người nói ra rồi cũng sẽ bị người khác coi thường. Hơn nữa, việc thảo luận chuyện riêng tư của người khác trước mặt bạn bè sẽ khiến cho đối phương phải suy nghĩ và lo lắng về việc liệu một ngày nào đó bí mật của họ có bị lộ ra ngoài bởi chính bạn. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy cảnh giác và xa cách với bạn hơn. Theo thời gian, những người bàn về đúng sai của người khác sẽ nhận ra hậu quả là nỗi cô đơn vô tận. Những người mổ xẻ phán xét chuyện đúng sai của người khác đều là kẻ xấu. Những kẻ tìm niềm vui từ việc buôn chuyện đều chứa đầy sự ích kỷ và thành kiến. Trên thực tế, mỗi người sẽ có những trải nghiệm riêng và có những lý do phức tạp không thể diễn tả được đằng sau bất cứ điều gì, dù đúng hay sai. Đánh giá hời hợt thay vì hiểu sâu sắc không chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, mà còn là biểu hiện của sự hèn hạ. Người phù phiếm như vậy, đương nhiên sẽ không nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác. Và tiếp tục như vậy, tình bạn dù tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ phai nhạt theo lời nói của kẻ ác ý. Thứ hai, đừng tiết lộ thu nhập của mình, nó sẽ truyền cảm hứng xấu xa vào bản chất con người. Mọi người trên khắp thế giới này đến và đi để theo đuổi lợi nhuận. Mọi ồn ào trên thị trường đều là để theo đuổi sự giàu có. Dù ở thời đại nào, ham muốn tiền bạc vẫn chưa bao giờ giảm bớt. Vì vậy, con người luôn có những cảm xúc vừa đơn giản vừa phức tạp về sự giàu có và những người sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Đơn thuần là vì khao khát, nhưng lại phức tạp vì ghen tị. Cảm giác này khiến con người ta cảm thấy rất bối rối. Trên thực tế, sự ghen tị thường chiếm ưu thế, làm rối loạn tâm trí và dẫn ta vào con đường oán giận không bao giờ quay trở lại.
Cũng đừng vội oán trách ai đó là hẹp hòi kém cỏi, bởi thực tế là con người ta dễ coi thường sự nghèo khó và sợ hãi sự giàu có của người khác. Khi bạn thấy thu nhập của mình không cao, việc bạn nói với người khác có thể dẫn đến sự khinh thường chế giễu. Nếu đó là thu nhập đáng mơ ước, lời nói của bạn có thể dẫn đến sự ghen tị. Tiền bạc là một chủ đề nhạy cảm, thà tránh nó và nói nó một cách mơ hồ còn hơn là thảo luận một cách trực tiếp. Có cô bạn A nọ mới vào công ty làm việc không lâu và quen được một nhân viên cũ ở đó. Hai người dù đi ăn cơm hay đi vệ sinh đều dính lấy nhau như hình với bóng, tình cảm vô cùng thân thiết. Khi cô đồng nghiệp cũ hỏi về tiền lương của A, cô bạn A tưởng mức lương ở vị trí này như nhau nên không ngần ngại trả lời là 22 triệu. Trong nháy mắt, mặt cô đồng nghiệp kia tối sầm lại, nụ cười vừa nãy còn tươi rói bỗng vụt tắt. Từ đó trở đi, cô ta trở nên lạnh nhạt, luôn giữ khoảng cách với A, thậm chí cũng chẳng hỏi han thắm thiết như trước nữa. Hóa ra cùng làm một vị trí, nhưng mức lương của cô ta chỉ được 20 triệu, còn A mới vào mà được tận 22 triệu. Điều này khiến cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức và khó chịu, dần dần xa lánh A, thậm chí còn cố tình tìm cách chơi đều cô. Một cậu bạn khác từng kể khổ với tôi. Đồng nghiệp của mình hỏi lương của mình được bao nhiêu, rồi hứa sẽ tiết lộ mức lương của cậu ta. Nhưng khi mình vừa nói rồi, thì cậu ta liền cười rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Khi đó mình cảm giác như bị lừa vậy, lần đầu tiên thấy được sự đáng sợ của một con người. Ở nơi làm việc, khi được người khác hỏi về tiền lương, đừng bao giờ dùng sự ngây thơ của bạn để thử thách sự giả tạo của đối phương. Hầu hết người từng trải sẽ không bao giờ tiết lộ tiền lương của mình, đồng thời cũng không muốn người khác dò hỏi. Đó là quyền riêng tư của bạn, hãy tôn trọng lẫn nhau. Đừng bao giờ bàn luận về vấn đề lương thưởng, cũng đừng dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Thứ ba, đừng tiết lộ chuyện riêng tư của gia đình và đừng để lộ những mâu thuẫn. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ để xảy ra cảnh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chuyện gia đình, đặc biệt là những mâu thuẫn, không nên công khai ra bên ngoài. Nhiều người mỗi khi trong nhà phát sinh mâu thuẫn, cảm thấy bị đối xử bất công, chán nản, muốn có người để tâm sự, liền nhanh chóng chốt nỗi buồn lên bạn bè để được an ủi. Thế nhưng, dù mối quan hệ giữa người khác có tốt đến đâu, thì bản chất họ vẫn là người ngoài. Dù có ân cần đến đâu, cũng khó có thể hoàn toàn đồng cảm với bạn. Nếu người mà bạn tâm sự có những động cơ thầm kín hoặc đưa ra những lời khuyên tùy tiện, bạn và gia đình sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Đối với người lớn, chuyện gia đình là chuyện riêng tư, thậm chí còn là điểm yếu. Nếu tùy ý tiết lộ, bạn có thể bị tổn hại, thậm chí là ảnh hưởng đến cả gia đình. Bởi chúng ta sẽ không bao giờ biết được người nhiệt tình đóng vai trò người nghe kia thực sự cảm thấy ra sao và sẽ hành xử như thế nào với câu chuyện của chính mình. Đây không phải là đánh giá mọi người đều xấu, mà là để nhấn mạnh sự cần thiết phải đề phòng người khác. Chuyện gia đình nên giải quyết ở trong nhà. Nếu không thể giải quyết được, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của những chuyên gia, những người có chuyên môn về tư vấn tâm lý. Đánh đổi sự riêng tư để lấy sự cảm thông nhất thời không phải là hành động khôn ngoan. Thứ tư, đừng khoe khoang thành tích của mình, nếu không bạn có thể đánh mất tình bạn quý giá. Người ta nói rằng những cây cao hơn trong rừng sẽ bị gió mạnh quật ngã đầu tiên. Nếu một người xuất sắc không kiềm chế được cảm giác tự tôn bên trong và để sự phù phiếm tràn ngập lời nói, thì sẽ dễ dàng khơi dậy sự bất mãn, thậm chí là thù địch từ người khác. Bởi vì ánh sáng nếu quá chói sẽ khiến cho mọi thứ xung quanh trông bị lu mờ. Không ai muốn nhìn thẳng vào sự tầm thường của chính mình, đừng nói đến việc nhìn thấy người khác che đi ánh sáng của mình. Điều này sẽ sinh ra một cảm giác cay đắng vô cùng. Khi một người cứ khoe khoang trước mặt bạn bè, thì tình bạn đó sẽ không còn xa nữa. Bạn có thể hòa đồng với người khác và thể hiện bản thân, nhưng cố tình khoe khoang hoặc thậm chí dựa trên sự tầm thường thấp kém của người khác để coi mình là vượt trội, chính là thể hiện sự thiếu tôn trọng các mối quan hệ, xúc phạm tới người khác.
Hầu hết những người thích thể hiện đều ích kỷ. Họ cố gắng tạo ra cảm giác vượt trội, khơi dậy sự ghen tị của người khác và làm nguội trái tim của bạn bè. Khi mọi người xung quanh bạn đều không còn nữa, việc khoe khoang đều trở nên vô nghĩa. Đôi khi, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Những lời nói thiếu cân nhắc có thể dẫn bạn đến tình huống bối rối, thậm chí là khó khăn, bị tổn hại. Tổng kết lại, nói chuyện đúng sai của người khác không chỉ hủy hoại danh tiếng của chính bạn, mà còn có thể khiến người khác tức giận và khiến bạn bị tổn thương. Nếu tiết lộ thu nhập của mình, bạn sẽ bị khinh miệt nếu thu nhập thấp, hoặc sẽ bị ghen tị và chỉ trích vì thu nhập cao. Việc tiết lộ đời tư khiến mâu thuẫn gia đình bị công khai, để lại bằng chứng cho người khác chống lại bạn hoặc làm trầm trọng thêm vấn đề với người thân. Khoe khoang thành tích cá nhân có thể gây tranh chấp và gia tăng sự ghẻ lạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, khi hòa đồng với mọi người, dù mối quan hệ có tốt đến đâu, cũng phải hiểu rằng lòng người rất nhạy cảm và bóng tối của bản chất con người không nên chạm đến. Học cách im lặng và thể hiện sự tôn trọng với người khác, bạn mới có thể tránh được những rắc rối không đáng có, duy trì tình bạn quý giá, đồng thời bảo vệ chính mình.